Sở Y tế thành phố Cần Thơ thông báo cho những người có liên quan tới các điểm có nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 9 năm 2021 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, liên hệ trạm y tế hoặc đường dây nóng ngành y tế để khai báo. Địa điểm thuộc quận Ninh Kiều gồm số 38 trên 2 trên 24A đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, số 4 trên 63, 4 trên 30 đường Cách mạng tháng 8, phường Cái Khế, số 47 trên 3 trên 21 đường Trần Quang Khải, phường Cái Khế, số 56 trên 31 trên 24 đường Trần Phú, khu vực 3, phường Cái Khế, số 21 trên 21 đường Trần Phú, khu vực 7, phường Cái Khế, số 70 trên 6 trên 30 đường Trần Hưng Đạo, khu vực 1, phường An Nghiệp. Các địa điểm thuộc quận Thốt Nốt gồm khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, khu vực Lân Thạnh 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, số C3 trên 7, tổ 7, khu vực 4, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy.